Chào anh em nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục hoàn thành xong một bộ máy CNC mini 40 nhé. Đây mình đang chạy test này. Cái bộ CNC mini 40 này là bộ trượt tròn nhé, trượt tròn T12. Đây toàn bộ trượt tròn T12 này. Đấy của trục X, trục Y và trục Z đều là trượt tròn T12 nhé. Cái này spinner 500W nhé, spinner 500W 40 này, thêm cái bộ trục A ở đây nữa này. Đấy, thêm bộ trục A ở dưới này nhé. Đấy thì đây mình đang test cửa cốt đây, các bạn nhìn nó chạy nhé, trục A chạy, trục A xoay này. Đấy thì đây đang mình đang test phay thử một cái khối gỗ nhé. Đây là phay thử một cái khối gỗ tròn nó như này nhá. Đây nó sẽ có bản xem trước này. Đấy mình đang phay thử một cái khối gỗ tròn như này này. Đấy. Đấy thì ra đây máy nó sẽ chạy như này nhá. Đấy thì cái phiên bản này là cái phiên bản mới nhất của máy CNC mini 500x500 nhé. Phiên bản mới nhất, mới nâng cấp đấy. Đấy, sử dụng vít me T10 nhé. Đấy, vít me T10 này và tất cả các động cơ là động cơ 57 hết. 57 trục X, trục Y và trục Z nhé. Trục A cũng 57 đồng loạt hết này. Đấy thì cái bộ máy này thì bác chủ đặt hàng, bác ấy mua cả một bộ dàn ấy nhá, mua cả một bộ khớp nối nhôm 2 khúc này. Đấy, cái loại khớp nối nhôm 2 khúc to nhá. Đấy thì bạn nào có nhu cầu lắp máy mà lắp theo yêu cầu thì các bạn cứ alo mình nhé, mình lắp theo yêu cầu. Đấy, mỗi một cái mẫu máy, ví dụ như các bạn muốn thay đổi bất kể một cái gì. Đấy, các bạn muốn thêm thắt hoặc là các bạn muốn sử dụng cái đồ gì, đấy thì mình sẽ lắp theo yêu cầu. Đấy, bình thường con spinner này thì 40 thì các bạn nắp cao lên này nhé. Đấy, thân cao lên này này. Để cho nó cao lên để mình còn phay khối gỗ ở dưới này. Đấy, còn đến lúc nào các bạn chạy mặt phẳng ở bên dưới, mặt phẳng bên dưới này thì các bạn hạ cái này xuống nhé. Tháo nới lỏng han ốc này ra này. Đấy, nới lỏng han ốc này ra thì spinner có thể lâng lên hạ xuống tùy ý nhé. Thì cũng giống như tất cả các máy khác thôi, nó đều hạ ở đây hết nhá. Đây vặn ra này, hạ nâng lên hạ xuống. Đấy tùy cái chiều sâu. Tùy chiều sâu của các bạn. Các bạn đục sát dưới này thì các bạn phải hạ xuống. Đấy, còn các bạn chạy cao bên trên này thì các bạn có thể nâng lên như thế này. Đấy. Đấy còn đằng sau này, đây là bộ chống tâm của nó nhá. Đấy bộ chống tâm thì cũng điều chỉnh được hết nhá. Đây nó có khóa vặn đây này. Đấy các bạn có thể quay đi quay lại được nhé, điều chỉnh được ạ. Điều chỉnh để mình điều chỉnh cái độ đẩy ra đấy, đẩy ra đẩy vào ấy, nghĩa là vặn cái tay quay này nhé. Nó sẽ chống tâm, nó sẽ đẩy vào. Đấy. Đẩy vào và đẩy ra nhé. Đấy, vặn cái tay quay ở dưới này. Đấy thì cái bộ này thì cái bác bộ này đây mình cũng lắp theo chiều dọc theo yêu cầu nhé, của khách hàng nhé. Khách hàng yêu cầu lắp cái bộ trục A này xoay theo chiều dọc này. Đấy, xoay theo chiều trục Y ấy. Đấy thì mình có gá thêm 2 cái nhôm ở dưới này rồi. Đấy có 4 con, có 2 nốc đây nhé. 2 nốc đây, tháo rời 2 nốc này ra này, và bên đằng sau này thế. Tháo rời 2 con ốc này ra là nó tuột lên nhé.
Đấy thì cái bộ bộ trục A này các bạn có thể tháo ra, tháo hết ra các bạn nhấc ra ngoài. Đấy khi nào các bạn cần dùng thì các bạn lắp vào. Đấy còn lúc nào không cần dùng thì các bạn có thể tháo bỏ ra ngoài nhá, để chạy mặt phẳng. Đấy thì con máy này là con máy mini nhá. Máy mini 50x50 này. 50x50 nhá. Đây này. 50 nhá, 50x50 này. Thì phạm vi chạy bên trong của nó là được 34 x35 cm nhá. Đấy. Một chiều được 34, một chiều được 35 cm. Thế còn kẹp cái này theo chiều dọc ấy thì nó cũng được khoảng tầm hơn 30 nhá. Đây này. Kẹp cái khối gỗ tròn ấy theo chiều dọc này nó được khoảng tầm hơn 30. Đấy còn các bạn kẹp theo chiều ngang ấy thì nó chỉ được tầm 20 thôi. Bởi vì nó vướng cái đầu trục này này. Vướng toàn bộ cái đầu trục này. Đấy, nếu kẹp theo bên chiều này chỉ được 20, còn kẹp theo chiều dọc này thì được cỡ khoảng tầm 30, hơn 30 nhé. Đấy. Đấy, tất cả các bộ này lắp ráp thì rất là dễ nhé. Lắp ráp đây này, bên vai mình chỉ có tháo 4 con ốc này ra thôi. Đấy, 4 con ốc này các bạn xoáy 4 con ốc này ra và các bạn nhấc toàn bộ cái bộ vai bên trên này ra nhé. Đấy, bên này cũng thế. Có hai bên sườn này này. 4 con ốc 6 dài nhé. Vặn 4 ốc 6 dài ra, sau đấy nhấc cái bộ vai, toàn bộ vai lên này. Đấy, lắp đặt, lắp ráp chỉ có thế thôi. Không có gì cả, còn tủ điện đây nhá. Tủ điện đây. Tủ điện đây, driver với nguồn trong mạch trong này nhá. Đây cắm, chỉ việc cắm dây đánh dấu, rắc đánh dấu vào đây. Đấy. Đây núm vặn điều chỉnh spinner nhá. Đấy, còn đây là phụ kiện này, phụ kiện kèm theo là đầu dò dao nhé. Đấy, đầu đo dao đây thì các bạn có thể đặt lên trên mặt phẳng, các bạn đo mặt phẳng nhé. Đấy, đo chiều cao của trục Z đấy, đo mặt phẳng đấy, để các bạn chạy. Đấy là phụ kiện. Đấy, cộng với hai cái đầu collect này, collect 4 nhé, 4mm này và collect 6mm này. Đấy, thì đi theo máy có khuyến mại theo 4 con dao nữa này. 4 con dao thì có 2 con dao cắt và 2 con dao phay nhé. Đây. Đấy, 2 con dao phay thô và 2 con dao phay tinh này. Dao cắt với dao phay thô thì giống nhau nhé. Đây con này mình là 2 me nhé. Con này 2 me này. Đấy, 2 xoắn 2 me nhé. Con này là xoắn 2 me. Đấy thì có 2 con với 2 con bé này. 4 con dao. Đấy, xích xiếc các thứ các bạn nắp nhé, để ý này các bạn nắp này. Đấy, nắp như này cho mình nhé. Đấy, bên trên này có thể dùng dây thít nhé. Đấy, sau khi các bạn nắp cố định vào xích nhựa các thứ vào trên này rồi thì các bạn có thể dùng dây thít để nó gọn lại. Đấy, còn cái bên phía bên trên này nhá, lưu ý cái phía bên trên này này. Đấy, lắp, các bạn lắp cẩn thận nhé, đừng để nó kéo dây của trục Z này nhé. Kéo dây của chúng Z này đứt dây ngầm là khó nối lắm. Đấy. Tức là các bạn nhớ làm sao các bạn nắp phải giống như mình nắp đây này. Đấy. Giống như mình nắp đây nhá thì nó mới chạy, nó mới đưa ra đưa vào, nó mới thoải mái nhá, chứ đừng có nắp lộn xích nhá. Nắp lộn xích là nó máy nó chạy nó không kéo được xích nhá. Đấy, máy nó chạy nó không kéo được xích nó vướng, nó không kéo được thì là nó sẽ bị đứt ngầm. Đấy. Còn cái motor những cái dòng motor như thế này rất là bền nha, nó không mấy khi nó bị làm sao đâu. Motor mới cứng luôn đấy. 57x57 nhá. Cực bền đấy. Đấy, nó chỉ trường hợp là các bạn lưu ý các dây riếc đừng để nó bị co nhá. Đừng để nó bị co kéo, nó bị tuột đầu tuột dây ra. Đấy, trục A dưới này mới trục X. Cái bên trên kia thì lưu ý rồi, còn cái bên dưới này thì không cần nữa này. Cái bên dưới này thì nó có để nguyên xi này thôi, nó không di chuyển. Đấy, bên dưới này có trục A với lại trục Y. Đấy. Hai dây của trục A với trục Y nhé, nó có ở đây rồi. Đấy, còn dây, có dây, mỗi dây của trục X với trục Z thôi, thì nó có xỏ vào xích nhựa này này. Đấy, xỏ xích nhựa một bên này nhá. Đấy, cùng với dây spinner màu vàng. Đấy, ra đầu spinner này. Đấy, khớp nối đây, khớp nối toàn bộ thay khớp nối nhôm to nhá. Đấy. Nhôm to không có cả nhà giảm chấn ở giữa này. Đấy, ba bộ khớp nối nhôm to.
Đấy, còn bộ trục A này thì vẫn là bộ các bộ chuẩn rồi nhé. Trục A này là bộ chuẩn K0263mm 4 chấu nhé. Đây, K0263mm 4 chấu này. Đấy thì các bạn có thể gắn phôi vuông, phôi tròn tùy ý nhé. K0263 nhé, Sandu này. Đấy, 4 chấu nhé. Có gắn phôi vuông, phôi tròn tùy ý luôn. Đấy, động cơ thì đã động cơ nâng cấp lên động cơ to rồi nhá. Cái bộ này là động cơ của nó là động cơ 57 rồi. Đấy, chứ không phải cái dòng động cơ 42 nữa đâu nhá. Động cơ 42 thì nó yếu. Đây, bộ động cơ 57 hết rồi. Đấy, toàn bộ động cơ 57 hết nhá. Đấy, nó chạy bộ trục A này là trục A mini này thì chạy bằng dây đai thôi. Chạy bằng đai nhá. Đấy. Cái loại hộp số thì hộp số là dành cho máy to. Đấy, cái loại bộ trục A hộp số ấy dành cho máy to nhá, bởi vì giá nó cao hơn nhiều. Đấy, riêng cái bộ hộp số trục A hộp số đấy nó đã bằng nguyên cái bộ máy mini rồi. Đấy, nghĩa thế. Với lại máy mini mình dùng hộp số thì nó sẽ không nhét vừa đây được nhé. Máy mini kích thước nó chỉ như thế này thôi, nhỏ gọn này thôi, nó chỉ dùng cái bộ mini như này nhé. Đấy, lưu ý các bạn nhé, máy mini 500x500 nhé. Cái bộ trục A của nó này, K02x63mm 4 chấu này. Đó. Cộng với hành trình máy các thứ đầy đủ như này nhé. Đấy thì tháo lắp máy thì đấy chỉ mình chỉ có tháo vài cái động cơ này ra. Các bạn chụp ba cái động cơ của trục X, trục Y, trục Z vào thôi nhé. Xoáy 4 ốc vào là xong này. Đấy, với lại cái bộ vai này thì tháo có 4 con ốc này ra thôi. Đấy, các bạn đặt lên nhé. Vai viết các thứ mình làm gá chuẩn hết rồi. Các bạn chỉ việc bê, các bạn đặt lên trên chốc thôi. Đặt lên trên chốc và bắn 4 con ốc này là xong này. Là ok luôn nhá. Máy những các thứ mình chỉnh chuẩn hết rồi. Ở đây mình cũng test, cho test rất là lâu nhé. Đấy, cho test hơn 10 phút này. Chạy rất lâu luôn. Đấy, tất cả mọi thứ hoạt động tốt này, ổn định ok rồi thì mình mới đóng gói vận chuyển cho các bạn nhé. Đấy, còn phần mềm cài đặt thì mình có hỗ trợ các bạn cài đặt phần mềm lên máy tính của các bạn nhé. Đấy, mình sẽ hỗ trợ cài đặt từ xa cho các bạn lên bất kể máy tính nào, nhưng mà khuyến cáo các bạn là ví dụ các bạn nhận máy nhé thì các bạn cắm cổng USB vào nhé thì mới kết nối, mới cài đặt và kết nối nhé. Đấy, vì toàn bộ phần mềm nó còn liên quan đến mạch. Đấy, liên quan đến cổng USB của mạch này. Từ tủ điện ra nhé. Thế phải cắm một cổng USB nhé. Máy nhé. Đấy. Con này thì vẫn là chạy phần mềm Mac 3 thôi. Đây, chạy phần mềm Mac 3 như này nhé. Đấy, Mac 3 như này là 6 trục này. X, Y, Z, A, B, C này. Nhưng mà nó mình sử dụng bao nhiêu trục thì sẽ dùng bấy nhiêu trục thôi. Đấy, mình sẽ sử dụng trục X, Y, Z và A nhé. Đấy, như con mini này thì các bạn có thể chạy được 4 trục đồng thời nhé. Các bạn thiết lập phần mềm, có nhiều phần mềm ấy. Ví dụ như Mastercam hay là Fusion, Fusion 360 ấy. Đấy thì các bạn, hoặc là Palmu thì nó vẫn có thể chạy được 4 trục đồng thời bình thường luôn nhé. Đấy, nó giống như các dòng máy hãng, máy cao cấp ấy. Đấy, phần mềm nó giống, chạy giống như thế được. Đấy. Phần mềm Mac 3 thì nó phổ thông, nó phổ biến thông dụng. Đấy, các bạn chạy mấy trục cũng được. 3 trục, 4 trục, 5 trục, 6 trục. Đấy. Đấy thì tùy nhu cầu của bạn nhé. Các bạn muốn lắp máy bao nhiêu trục thì các bạn cứ liên hệ Zalo của mình nhé. Số Zalo của mình nhé.
Đấy, mình sẽ lắp cho các bạn hoàn chỉnh một bộ máy. Lắp hoàn chỉnh một bộ máy theo yêu cầu nhé. Các yêu cầu của các bạn là muốn lắp như thế nào. Đấy. Thì mình chủ yếu là mình lắp tất cả những dòng máy mini với dòng máy tầm trung nhé. Máy mini hoặc là máy to hơn một chút. Đấy, khổ 1 mét nhân 1 mét cũng có. 1 mét nhân với 70 cũng có này, 1 mét nhân với lại 1 mét 2 này. Hoặc là 1 mét 2 nhân 1 mét 2 nhé. Đấy là phạm vi chạy đấy, bên trong á. Đấy, còn lớn hơn nữa thì mình lại có máy nhập khẩu thôi nhá. Đấy, còn máy chế thì mình có khổ lớn nhất của mình 1 mét rưỡi, các bạn chạy bên trong được cứ khoảng tầm 1 mét 1 đến 1 mét 2. Đấy, một bộ máy CNC mini như này nhé. Bốn trục xoay, trục xoay ở giữa. Đấy, nếu không thích có thể tháo trục xoay ra để phay mặt phẳng bình thường này. Còn lúc nào thích chạy bốn trục thì lắp cái trục A này vào thôi. Đấy, gắn cái bộ trục A này vào thôi nhé.